Xin chào các bạn, vào những ngày được nghỉ hay vào những dịp cuối tuần hoặc vào những dịp tiết trời se lạnh, trời mưa tí tách, gia đình quây quần vui vẻ bên nồi lẩu nóng hổi, mà nhất là món lẩu riêu cá chép mà mình yêu thích chỉ còn gì bằng. Với vị chua nhẹ của nước lẩu, vị ngọt của cá chép, mùi thơm phảng phất của rau thì lạ, dùng kèm với một ít bún tươi để đổi bữa cho bữa cơm gia đình thì ngất ngây luôn nha các bạn. Với cách chế biến thì cũng vô cùng là đơn giản, còn thành phần nguyên liệu chính thì mình để trên màn hình cho các bạn tiện theo dõi nha. À, với cách làm cá thì mình đã có một clip riêng, ai chưa xem thì mình có để đường link phía dưới phần mô tả, các bạn bấm vào đó và xem nha. Với rau thì sau khi mua về mình đã rửa sạch và để ráo. Rau cần nước để ăn lẩu thì mình sẽ cắt khúc với độ dài khoảng 8-10 phân nha các bạn. Hành hoa thì cũng như cần nước mình sẽ cắt khúc nha các bạn. Rau thì là thì mình cũng cắt khúc như cần nước và hành hoa. Và rất nhanh và đơn giản thì mình đã có một dĩa rau để ăn lẩu rồi này các bạn. Với khế chua thì mình rửa sạch và cắt lát hơi dày một chút xíu và để riêng qua một bên để tí nữa mình bỏ vào xào nha các bạn. Sơ chế cà chua thì có 3 trái, một trái thì mình sắp vào dĩa rau, một trái thì mình chẻ muối cao. Và trái còn lại thì mình sẽ cắt mỏng và bằm nhỏ để tí nữa mình xào mình lấy màu nha các bạn. Với nhánh nghệ nhỏ thì mình sẽ đập dập. Sơ chế rau củ quả thì đã xong, bây giờ thì mình sẽ đi xào hành cho thơm trước nha các bạn. Với hành tím thì thay vì cắt lát thì các bạn cũng có thể đập dập và bằm nhuyễn cũng được nha. Hành tím được phi thơm thì bây giờ mình sẽ cho cà chua bằm nhuyễn nè. Củ nghệ đập dập và mình xào cho cà chua được chín nhừ và lên màu để mình lấy cái màu tự nhiên của nghệ tươi và cà chua cho đẹp. Và cà bằm sau khi xào để chín nhừ thì bây giờ mình sẽ cho cà chua vào khế và mình xào tung luôn nha. Cà chua được xào đến giờ này thì bây giờ mình sẽ nêm vào đây một giá nhỏ cơm mẻ. Với cơm mẻ thì tùy cơm mẻ của mỗi gia đình chua nhiều hay chua ít, đặc hay lỏng để các bạn cân đối cho vừa với khẩu vị của gia đình nha các bạn. Để cho món lẩu được đậm đà thì mình sẽ nêm vào đây một chút xíu muối. Các bạn cũng có thể thay muối bằng bột canh. Tiếp tục thì mình sẽ nêm vào đây một muỗng canh bột nêm và cộng thêm một muỗng canh nước mắm. Nếu là người Bắc thì các bạn có thể cho thêm một chút xíu ruốc vào thì càng ngon nha. Mình sẽ cho luôn phần xương cá và mình xào sơ qua để tí nữa mình cho nước và mình nấu để cho nồi nước dùng của mình được ngọt nha các bạn. Phần xào và cho gia vị của mình đến giờ này cũng đã hòm hòm, bây giờ thì mình sẽ cho nước sôi vào luôn nha các bạn. Nếu các bạn nhà có nước dùng chúng ta cho nước dùng thì càng ngon nha. Với phần gia vị và nấu một nồi lẩu của ngày hôm nay thì mình sẽ cho vào đây 1 lít nước và đun sôi xong thì sẽ nêm lại xem đã vừa với khẩu vị của gia đình chưa nha các bạn. Nồi nước dùng của mình đến giờ này cũng đã sôi thì mình sẽ cho vào đây một ít hành hoa và thì là và đậy nắp sẽ đun sôi trong vòng khoảng 5 phút, lâu lâu mở nắp và vớt bọt để cho nồi nước được trong nhìn được hấp dẫn hơn nha các bạn. Giờ thì mình sẽ nêm lại xem nồi nước của mình đã vừa ăn chưa nha các bạn. Với khẩu vị của gia đình nhà mình thì mình sẽ nêm thêm vào đây một chút xíu bột nêm để cho nồi nước dùng của mình thêm đậm đà hơn một chút nha. Và cuối cùng thì mình mới cho giấm bỗng, mình sẽ nêm vào đây khoảng 1/3 giá giấm bỗng nhỏ nha các bạn. Nếu các bạn không có giấm bỗng hoặc nhà hôm nay hết giấm bỗng thì chúng ta nên tăng thêm một chút xíu cơm mẻ là vừa nha. Đến lúc này thì nồi nước lẩu của mình đã hoàn thành, bây giờ việc còn lại chỉ là dọn kèm một dĩa rau, một dĩa bún và mời gia đình vào thưởng thức. Thôi nào các bạn xem video nếu thấy hay và mang lại giá trị thì đừng quên bấm một nút đăng ký kênh để nhận được các thông báo về những video tiếp theo của kênh. Và hãy like video để ủng hộ mình nha các bạn. Nếu các bạn share video này được giúp mình thì tốt quá, mình xin cảm ơn các bạn. Bây giờ thì cũng đã đến giờ dùng bữa của gia đình, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.